nhà chồng không có phân thuốc gì hết trơn á, chỉ có bổ ít phân bầu à, phân chuồng với phân lăng à, cũng là rau sạch. Một ký hiện nay xả là bây giờ là dao động từ 8.000 đến 10.000 là bỏ sỉ, còn người ta bán lẻ nhiều khi mười mấy ngàn, 13 tới 15.000. Mỗi nơi mỗi khác. Nếu mà mình trồng xả này á mà nhiều thì một công gì đó là thu hoạch nó 5 triệu bạc. Nếu mà thả xả mà trúng hơn 5 triệu. Một năm nay xả của mình bỏ liều. Bây giờ không biết nó được bao nhiêu nữa.